Muốn hỏi luật sư, ví dụ như chương trình là họ làm làm giấy cũng gần 2 năm rồi nhưng mà sở di trú nó từ chối đó, thì bây giờ mình có cần luật sư không? Làm giấy gì chị? Dạ bà, tại vì cái người ở bên đây á là có quốc tịch rồi, có người Vâng. đi du lịch qua đây á Dạ. thì người ta cũng ở đây lâu rồi, nhưng giờ cái người mà có quốc tịch lại làm ông thú cưới cô bé này, nhưng mà Dạ. bây giờ sở di trú nó từ từ chối rồi. Đó, ok, để đầu giải thích chung cho mọi người. Tức là khi mình làm đám cưới, thật sự đó là mình cứ nghĩ hả, làm đám cưới là mình sẽ có thẻ xanh, mình sẽ có giấy tờ này kia kia nọ. Nhưng mà thật sự cái điều đó nó không có đúng. Mình làm đám cưới tức là mình đổi diện, tức là khi mình nộp giấy tờ cho sở di trú tức là mình đổi diện. Mình đang đi học, mình làm đám cưới, mình cũng là làm một cái giấy tờ đi đổi diện. À, mình đi qua đi chơi, mình làm đám cưới, xong mình làm đổi diện để mình xin thẻ xanh. Nhưng mà mình không có hiểu, tại mình không hiểu luật thì mình cứ nghĩ, ồ, tôi đi làm thẻ xanh. Không phải, mình muốn đổi diện tức là mình phải nhìn lại, mình có cái diện gì để mình đi đổi. Thì cái người đi du lịch mà chị nói đó, có thể là đi tới đây, mình đã ở lâu quá, nó hết cái thời hạn của du lịch của mình rồi. Như vậy tức là mình không còn cái diện để đi đổi. Và thông thường đó, có những trường hợp người ta cho mình, cái đó là cái trường hợp đặc biệt, tức là người người ta cho mình một cái exception, tức là trường hợp, ô, bây giờ hai người đi qua bên đây vì lý do quen biết với nhau rồi, nói thật sự cái quan hệ giữa lẫn nhau nhưng mà không có biết luật, tức là coi như cứ nghĩ rằng hai người mình yêu nhau rồi mình đi làm đám cưới là mình ở lại đây, nhưng mà tới khi mình không có biết, tới khi mình đi nộp cái hồ sơ để mình xin đổi diện, tức là mình xin đổi từ cái diện đi du lịch qua thường trú nhân, thì lúc đó mình không còn cái diện để mình đổi nữa. Thì nhớ là khi mình đi đổi diện thì mình phải làm cho nó đúng, tức là mình có diện gì hay không mới đổi, tức là mình có ở đây hợp pháp hay không. Do đó cái trường hợp này nó khó, không phải người ta từ chối, thì tại vì mình không có cái gì để đổi và mình đang ở đây bất hợp pháp. Mà khi mình đang ở đây bất hợp pháp thì cái nhiệm vụ của sở di trú là họ sẽ từ chối và họ báo cho mình là họ sẽ trục xuất mình hoặc là họ cho mình cái thời gian nào đó để mình đi về. Thì cái trường hợp vậy nó xảy ra rất là nhiều người chị, ngay cả có những người đi học, tức là đang đi học bình thường, bây giờ đi lấy chồng hay đi lấy vợ xong rồi cái bỏ đó không đi học nữa, tới khi đi nộp cái hồ sơ để xin đổi diện thì đâu phải hôm nay mình bỏ học là cái ngày, thì nhiều khi cái tình trạng mình nó còn, nhưng mà không phải ngày mai là sở di trú cho mình đi phỏng vấn, ngày mai chưa có đi phỏng vấn, tới ngày mình đi phỏng vấn là nó đã quá thời hạn rồi. Thành ra cái chuyện của mình làm ở đó tức là tự mình làm đánh mất cái status của mình, tức là cái tình trạng của mình. Mỗi người vô đây đều có một cái tình trạng là du khách, người vô đây là học sinh, người vô đây là tham quan, người vô đây là để đi thụ huấn. Thành ra có người đi qua đây đi học, có người đi qua đây để đi làm việc, thành mình phải có cái tình trạng của mình thì mình mới đi đổi được. Và đa số những cái tình trạng mà mình bị từ chối mà dễ nhất, ngắn nhất là tại mình tới đây mình không có cái tình trạng gì hết để mình đổi, là tại mình đã đánh mất nó rồi. Thành ra quý vị nhớ, lúc nào cũng phải có một cái sự quan hệ, ngay cả mình đi đổi diện nó cũng phải có cái sự quan hệ giữa cái diện cũ, rồi Trà My thấy đó, với cái diện mới. Tại cái diện cũ của mình là mình làm gì, cái diện cũ của mình là mình tới đây mình là du khách, sau cái thời gian du khách của mình thì mình phải làm gì tiếp tục, tức là mình muốn đổi diện thì coi coi mình có đủ cái thời gian để mà du khách hay không. Đó là lý do tại sao mà Tổng thống Trump không có muốn là mình đang là du khách mà mình đi đổi diện, tại vì đa số cái du khách ở đây thì được tình trạng nhiều lắm là 6 tháng, trong 6 tháng mình chờ 4 tháng sau mình làm đám cưới, tức là còn tháng mấy nữa hết hạn rồi cái làm đám cưới đi nộp hồ sơ, thật sự cái hồ sơ mình chưa có tới được ở sở di trú để duyệt xét gì hết trơn á, là coi như thời gian của mình đã hết hạn rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, một năm sau mình đi phỏng vấn, thì như vậy quý vị phải nhìn thấy đối với chính phủ họ sẽ rất là nghi ngờ trong suốt một năm đó mình làm cái gì, mình sống làm sao, mình đang ở trong một cái đất nước mà không phải, ngoài cái chuyện mà mình có khủng bố, tất cả mọi chuyện ở đây cái người ở không có hợp pháp, người không đóng thuế cũng rất là nhiều, chính phủ làm mọi cách để giúp cho chúng ta đóng thuế hay là mọi người đi tới đây một cách hợp pháp, thì mình cố gắng để mình phối hợp làm sao
có rất là nhiều chương trình để mình có thể tới đây hợp pháp, thì tại sao mình phải tới đây một cách không hợp pháp? Tại vì bằng cách này cách nọ, rất là nhiều cách để mình có thể tới hợp pháp được.